dự giữa chúng ta ngày hôm nay các thầy cô trong viện đến dự đoàn chúng ta một tiết thông qua hình thức trực tuyến. Thầy đi vào lớp mình lên chào ơn. Trước khi vào bài mới chúng ta cùng khởi động một chút nhé. Mời bạn các thầy lớp chào ơn. Thank you.
sẻ về chức năng của mình. Bây giờ bạn nào xung phong lên bảng kể về chức năng của lớp mình cùng nghe nào. Mời dạy nào. Lớp chú ý nghe nghe bạn dạy nhé. Tiếp theo là nó lá dài, ví dụ như là lá cây ngô, lá một cây lấy hổ, lá cây mía. Tiếp theo
đây ví dụ như là lá sen, lá súng, đặc biệt là lá rau má. Xem nào, bên cạnh những hình đặc biệt như vậy, bên cạnh những hình cụ thể như vậy chúng ta còn những thấy lá cây có hình phức tạp như là lá cây phong, lá cây cọ, và tiếp theo là cây đu đủ, và rất nhiều các lá khác có hình dáng rất là khác nhau. Như vậy bạn lưu lại nhận xét về hình dạng của lá cây lúc này. À, hình dạng của lá cây này. Và là nam là to này nào. Em thưa thầy, lá cây có rất nhiều hình dạng khác nhau. Ừ, rất tốt, rất nhiều. Như vậy là chúng ta vừa đi hiểu xong về màu sắc của hình dạng. Vậy kích thước của lá cây như thế nào? Các bạn nêu nhận xét về kích thước của lá cây này. Lá cây có kích thước như thế nào? Mà em? Em thưa thầy, kích thước to nhỏ khác nhau. Đó là to nhỏ khác nhau. Vừa rồi các bạn trình bày về lá cây không? To này, lá cây nhỏ này. Đúng nào? Vậy, các bạn cùng quan sát màn hình và một số hiện tại sau đây. Trên màn hình của các em là một số hình ảnh về kích thước của lá cây. Đây là một trong chiếc lá. Đây, các bạn nhìn rõ nào? Đây là một trong chiếc lá to nhất thế giới, có tên là chiếc lá Đại Hoàng. Các bạn có thấy kỳ lạ không? Có. Thấy được sự to lớn của chiếc lá này thì các nhà khoa học đã ướm thử đo lên vào chiếc lá. Các bạn thấy rằng đầu của nhà khoa học rất là nhỏ so với phần còn lại của chiếc lá. Đúng không nào? Ngoài ra là một chiếc lá rất là nhỏ. À, thì bạn có sao nhìn lá sang này? À, như vậy cái hình dạng như về kích thước của lá cây cũng rất là đa dạng. Các bạn nhìn nhận xét của mình là kích thước của lá cây à, thư nào? Em nhận thấy lá cây có rất nhiều rất tốt, lớp em thư nào? Như vậy thầy vừa nói chúng ta vừa tìm hiểu xong về màu sắc cũng như về hình dạng kích thước của lá cây. Và chúng ta thấy được sự đa dạng của lá cây, và nhờ sự đa dạng của lá cây đó thì chúng ta thấy nó tạo nên những cảnh thiên nhiên rất là đẹp, rất là lộng lẫy, đúng không nào? Và điều đó được thể hiện ngay môi trường chúng ta có rất nhiều màu sắc và rất nhiều lá cây hình dạng khác nhau, kích thước khác nhau, đã tạo nên một môi trường kích thước rất là đẹp. Chúng ta có chứng minh đẹp không? Để luôn suốt được vẻ đẹp đó, chúng ta cần phải có một số biện pháp, ví dụ như là chúng ta không nên bứt lá, bẻ cành, và có một số biện pháp để chăm sóc cây như là tưới nước, làm gì nữa? Phải tưới nước là đúng rồi, rồi bỏ cây để lúc nào cây cũng xanh tốt, cây xanh tốt thì chúng ta mới thấy được các màu sắc của lá cây, đúng nào? Cả nhà chúng ta làm theo đúng không nào? Cố gắng nhé. Và đây là kết luận của loại của lọc thứ nhất của bạn nêu như này để nhận xét và lọc đường nào nó to nữa. Lá cây đa số có màu xanh nhục, một số ít có màu đỏ hoặc vàng. Lá cây có hình dạng và độ lớn khác nhau. Rồi, rất tốt. À, mời bạn làm chính là cái này nào. Tiến sư này, lá cây đa số có màu xanh nhục, một số ít có màu đỏ hoặc vàng. Lá cây có nhiều hình dạng và độ dày và độ lớn khác nhau. Rồi, rất tốt. Thầy đã chúng mình cùng tìm hiểu thêm nhé. Tiếp theo, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu hết về đặc điểm của lá cây. Vậy lá cây có cấu tạo như thế nào? Chúng ta có thắc mắc không nào? Có. Để giải đáp thắc mắc đó, chúng ta cùng học thứ hai, hoạt động của lá cây. Đó, để giải đáp cấu tạo của lá cây. Ở phần cấu tạo của lá cây này, chúng ta sẽ phân trong nhóm 4. Mỗi nhóm sẽ được cảnh sát từ một lá cây. Và các bạn nhờ sự hiểu biết và quan sát của các bạn thì các bạn sẽ thực hiện như sau. Để các bạn theo dùng mỗi nhóm một chiếc bảng phụ. Một chiếc bảng phụ được chia như sau, gồm có 4 góc nhỏ và một hình chữ nhật ở giữa. 4 góc nhỏ này sẽ là nơi mà các bạn ghi ý kiến cá nhân để cấu tạo của lá cây. Các bạn có yêu cầu mình thế nào, thành thế nào? Sau khi các bạn đã ghi ý kiến cá nhân của mình xong thì 4 bạn sẽ thảo luận và ghi lại ý kiến cuối cùng, kết quả cuối cùng ở hình chữ nhật ở giữa. Các bạn đã đáp ứng mình chưa? Rồi. Các bạn đã làm chưa nào? Rồi. 3 phút để các bạn hoạt động. Bắt đầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chúng ta cùng nhau quan sát xem cấu tạo của lá cây. Những bộ phận gì? À đúng rồi, họ chia nhau ra những cái trái lên trước. Trên lá có vân lá. Và tôi xin mời vừa rồi đã trình bày xong.
để cấu tạo của lá cây. Vậy chúng ta nghe kỹ rồi thì chúng ta sẽ trả lời như này: cấu tạo của chiếc lá của Pokemon bây giờ chúng ta có giống với các bài làm của các nhóm không? Có. Rồi, như vậy chúng ta vừa hoàn thành xong tìm hiểu xong về cấu tạo của lá cây. Đây là lớp quan sát lên màn hình này. Mỗi chiếc lá của chúng ta sẽ bao gồm 4 lá. Thế nào? Và vùng phiến lá đây, đây mặt đây này là vùng phiến lá, trên phiến lá có các vân lá. Đây chúng ta quan sát để có vân lá, một vân lá to này để nó có vân lá đỏ bên cạnh này. Trên mày Thank you.
Vâng, con có lại lắm.
đối với những người chúng ta đỡ cho bạn chạm chạm tay nào. Như vậy là chúng ta vừa như vậy ba nhóm đi trình bày các bộ sưu tập của các bạn. Có nhóm thì trình bày cho hình dạng, nhóm thì trình bày cho màu sắc, nhóm thì trình bày cho các bạn cho kích thước, đúng không nào? Thì còn các nhóm còn lại là ví dụ như nhóm bạn là cương nào, các bạn cương trình bày bộ sưu tập của mình cho phân loại như thế nào? Em phân loại theo màu sắc hay là phân loại theo hình dạng? Rồi, cảm ơn bạn. Nhóm bạn là nam thì trình bày cho phân loại như thế nào? Em phân loại là theo hình dạng. Rồi, cảm ơn bạn theo hình dạng. Nào, còn nhóm bạn là nhóm Quỳnh Anh nào? Nhóm bạn Quỳnh Anh là trình bày cho nhóm của bạn trình bày bộ sưu tập cho phân loại như thế nào? Sưu tầm những chiếc lá và hoàn thiện của một sưu tầm mình hơn. Các bạn ơi, hiểu chưa nào? Rồi. Để khen cả lớp mình nào. Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu xong bài hôm nay, là biết được đặc điểm của lá cây cũng như về cấu tạo của lá cây. Vậy lá cây còn có chức năng nào khác, còn có khả năng nào khác thì chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu bài tháng sau. Rõ chưa nào? Một tiết học bài hôm nay thì thấy là mình rất có ý thức học tập, các hoạt động diễn ra rất là sôi nổi. Lớp mình sẽ cố gắng phát huy cho những tiết học sau. Và nó sẽ thế nào? Rồi. Qua phần tìm hiểu vừa rồi thì chúng ta phải đã hình thành ra một cái sơ đồ trên màn hình. Sơ đồ này, có nội dung của tiết học ngày hôm nay. Bây giờ bạn nào sẽ nêu lại nội dung của sơ đồ này, cũng phải là nội dung của bài học hôm nay cũng phải là ở Nam này, ở Nam Anh Đại rồi. Đó, chú ý là bài sơ đồ này sẽ là nội dung bài học hôm nay chúng ta sẽ bạn đang tìm hiểu đúng nhé. Lá cây có đặc điểm về màu sắc, hình dạng, kích thước khác nhau. Lá cây có cấu tạo gồm cuốn lá, tuyến lá và gân lá. Tôi đã nghe rõ bài trình bày của Nam chưa? Rồi. Cho Nam chào tay nào. Và bạn nào khác cũng không nào. Rồi mấy em, thật ngay. Lần lắng nghe nào. Thank you.